trình lắng nghe và trò chuyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Biên tập viên Tấn Cường và những người thực hiện chương trình hân hạnh gặp lại quý thính giả đến với chương trình Lắng nghe và trò chuyện. Chương trình Lắng nghe và trò chuyện phát trực tiếp từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ thứ năm hàng tuần trên làn sóng FM 96,2 MHz và được phát trực tuyến trên website www.thtr.com.vn hoặc www.thtr.vn. Mời quý thính giả và các bạn trẻ tham gia chương trình Lắng nghe và trò chuyện trong lúc trực tiếp bằng cách điện thoại đăng ký qua một trong hai số điện thoại 073-6525-222 hoặc 073-6525-444. Kỹ thuật viên của chương trình sẽ liên lạc và kết nối điện thoại để quý thính giả trao đổi, trò chuyện cùng các vị khách mời. Chương trình Lắng nghe và trò chuyện kỳ này được thực hiện với chủ đề Phòng trị bệnh phụ khoa trong mùa xuân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời quen thuộc hiện đang có mặt tại phòng thu. Thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh, khoa sư phạm Đại học Tiền Giang. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thu Hà, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả nghe đài. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã trực tiếp đến phòng thu tham dự chương trình. Thưa quý thính giả, trong một số chương trình lắng nghe và trò chuyện, các vị khách mời của chương trình đã nhiều lần trao đổi về cách phòng trị các bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, hiện tại, thời tiết ẩm ướt của mùa xuân không chỉ là tác nhân gây ra các bệnh về xương khớp, tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, mà còn là môi trường thuận lợi để các bệnh phụ khoa phát triển, đặc biệt là bệnh huyết trắng. Trong chương trình lắng nghe và trò chuyện kỳ này, hai vị khách mời trò chuyện trao đổi với quý thính giả và chị em phụ nữ về cách phòng trị bệnh phụ khoa trong những ngày xuân. Xin mời quý thính giả và chị em phụ nữ tham gia chương trình bằng cách điện thoại đăng ký qua một trong hai số điện thoại quen thuộc của chương trình 073-6525-222 hoặc 073-6525-444. Trước khi đến với phần trao đổi tư vấn của các vị khách mời, mời quý thính giả nghe những thông tin giới thiệu về chương trình Lắng nghe và trò chuyện. Mời quý thính giả đón nghe và cùng tham gia chương trình phát thanh Lắng nghe và trò chuyện phát trực tiếp từ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ thứ năm, phát lại lúc 16 giờ 5 phút đến 17 giờ ngày chủ nhật hàng tuần trên làn sóng FM 96,2 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang và phát trực tuyến trên website www.thtr.com.vn. Tham gia chương trình, quý thính giả sẽ nghe các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ trò chuyện, trao đổi tâm tình về những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, mọi lứa tuổi, sức khỏe sinh sản của tuổi mới lớn và những vấn đề bức xúc về sức khỏe tinh thần, sức khỏe tình dục. Quý thính giả có thể tham gia chương trình trong lúc trực tiếp bằng cách điện thoại đăng ký qua một trong hai số điện thoại 073-6525-222 hoặc 073-6525-444. Lắng nghe và trò chuyện, nhịp cầu tinh thần kết nối sự sẻ chia và đồng điệu của những tâm hồn. Lắng nghe và trò chuyện, nơi tâm tình chia sẻ của bạn. Quý thính giả vừa nghe những thông tin giới thiệu về chương trình phát thanh trực tiếp Lắng nghe và trò chuyện. Thưa quý thính giả, bắt đầu vào nội dung của chương trình, chúng tôi xin dành câu hỏi đầu tiên cho Thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh. Thưa chị, dịp Tết và những ngày xuân, người phụ nữ thường là thiếu điều độ trong sinh hoạt và điều này dễ dẫn đến tình trạng stress, lo lắng, mệt mỏi kéo dài. Điều này có thể là làm giảm sức đề kháng, dẫn đến bị các bệnh phụ khoa, nhất là các bệnh huyết trắng. Chị có chia sẻ với chị em phụ nữ như thế nào trong việc mà giữ sự bình quân về tâm lý và sự điều độ trong lao động, trong sinh hoạt để mà góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể? Thưa quý khán giả, các chị em phụ nữ thân mến, trong dịp Tết và những ngày xuân thì chị em chúng mình xem đây là cái thời gian được nghỉ ngơi và vui chơi, nên cũng có chút lơ là trong chuyện bếp núc, ít quan tâm đến cái chế độ ăn uống hợp lý cho gia đình và bản thân, nên ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân mình. Vậy để nâng cao cái sức đề kháng cơ thể, phòng tránh bệnh tật, thì các chị em phụ nữ nên chú ý ăn uống điều độ hơn, dùng bữa đầy đủ chất dinh dưỡng.
và hạn chế những cái chất kích thích như rượu bia, hay là thay đổi những cái thói quen xấu. Như là các chị, cũng có một số chị hơi bận rộn một chút hay là hơi mệt một tí là lười, thậm chí là sợ tăng cân nên là uống cà phê thay cơm. Vậy thì các chị nên sắp xếp thời gian hợp lý cho công việc cơ quan, công việc nhà để có cái thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Khi các chị có sự buồn bực, lo lắng, căng thẳng thì phải chủ động tìm bạn bè, người thân để tâm sự và chia sẻ. Hay là khi cái tuổi trong mùa xuân này cân cũng nặng tăng lên, cho nên mình cũng cần quan tâm đến sức khỏe của mình khi thấy có những dấu hiệu mệt mỏi hay là có những rối loạn về ăn ngủ. Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộc Đăng Trinh đã chia sẻ cùng chị em phụ nữ về cách giữ sự điều độ trong lao động sinh hoạt để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Thưa bác sĩ Võ Thị Thu Hà, theo các tài liệu y học đó, thì trong những ngày xuân, thời tiết lạnh và không khí thường là ẩm thấp, và điều này dễ gây ra là cho phụ nữ là mắc các bệnh phụ khoa. Xin bác sĩ giải thích giúp cho quý thính giả, nhất là chị em phụ nữ, hiểu rõ về mối tương quan của thời tiết, môi trường đối với việc mà mắc các bệnh phụ khoa như thế nào ạ? Quý vị thính giả thân mến, thật ra thì bệnh lý phụ khoa đó nó thường gặp ở những người phụ nữ, không phân biệt là lứa tuổi. Có thể là có những bé gái cũng có thể mắc cái những cái bệnh lý phụ khoa, đến những người già đã hết kinh nguyệt rồi thì vẫn có thể bệnh những cái bệnh lý về phụ khoa. Thì chúng ta hiểu phụ khoa có nghĩa là những cái bệnh lý thuộc về đường sinh dục dưới của người phụ nữ. Thí dụ như là nó nằm từ âm đạo, cổ tử cung, buồng trứng, vân vân. Đó là những cái bệnh lý phụ khoa. Nhưng mà chúng ta thường quan niệm là phụ khoa là bệnh huyết trắng. Không hẳn là như vậy. Tuy nhiên thì là dân gian mình thường nói là các chị bị huyết trắng nhiều đó, có nghĩa là chúng ta bị phụ khoa. Nhưng mà cái đó là nó biểu hiện rõ ràng nhất mà chúng ta thấy. Thí dụ như các chị cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình. Còn có những cái bệnh lý phụ khoa chẳng hạn như là u nang, u xơ tử cung thì nó thầm lặng thì chúng ta lại không biết. Đối với thời tiết khi mà thay đổi, đặc biệt là vào mùa mưa nè, hoặc là mùa mà ẩm thấp á, thì các chị biết là chúng ta dễ nguy cơ mắc bệnh lý, những cái bệnh lý tăng tiết dịch, chúng tôi gọi là tăng tiết dịch âm đạo, có nghĩa là chúng ta bị huyết trắng nè, hoặc là bị nấm, bị trùng roi vân vân. Thì do các chị biết rằng là khi mà chúng ta phơi đồ lót á, thì thường là chúng ta phơi ở ngoài nắng để cho nó sạch và nó diệt được những cái vi trùng, virus. Nhưng mà những cái mùa mà ẩm thấp á, thì chúng ta phơi nó hơi ỉ. Thì các chị có khi chúng ta không kỹ đó, chúng ta mặc vào luôn. Do đó nó rất là dễ làm cho cái môi trường âm đạo của chúng ta nó thay đổi, nó ẩm thấp. Và nó dễ phát sinh những cái bệnh lý. Chúng ta cũng biết rồi đó. Ví dụ như âm đạo của người phụ nữ là lúc nào cũng có vi trùng. Nhưng những cái vi trùng đó thì nó lại không gây bệnh. Khi mà cái độ pH, đó là cái độ âm đạo, pH của âm đạo nó thay đổi á, thì nó sẽ gây ra những cái bệnh lý. Do đó, đối với những cái mùa mà thời tiết nó thay đổi á, hay là mùa mưa, hay là mùa lạnh á, thì chúng ta nên kỹ lưỡng trong cái khâu vệ sinh phụ nữ. Thí dụ như là chúng ta phải rửa ráy thường xuyên hơn, và đặc biệt là không để ẩm thấp cái vùng âm đạo của mình. Rồi ẩm ướt á. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải phơi những cái đồ lót ra ngoài nắng. Nếu mà ít ánh nắng mặt trời thì chúng ta phải ủi để cho nó khô, chúng ta mới được mặc vào. Thì đó là những cái mà liên quan giữa thời tiết và những cái bệnh lý phụ khoa. Đặc biệt vào những cái ngày Tết á, đôi khi chúng ta đi chơi lâu quá, rồi chúng ta cũng trong một ngày các chị đi chơi xa chẳng hạn, rồi chúng ta không có thay đồ lót thường xuyên, thì nó cũng gây nên những cái bệnh lý phụ khoa. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Thưa quý thính giả, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kỹ thuật viên của chương trình đã kết nối điện thoại với bạn nghe đài. Alo. Alo, con chào chú ạ. Xin chào bạn ạ. Bạn có điều gì muốn trao đổi cùng các vị khách mời ạ? Xin mời bạn đặt câu hỏi. Con hỏi bác sĩ là hồi hôm đó con đã có hỏi rồi, là bây giờ con đi khám, bác sĩ nói là con bị nhiễm trùng huyết trắng, như vậy là bị như thế nào? Xin mời bác sĩ Võ Thị Thu Hà trao đổi cùng quý thính giả. Rồi, chào bạn nha. Tức là bây giờ nếu mà em có đi khám phụ khoa mà các bác sĩ đã lấy huyết trắng của em để xét nghiệm, thì bác sĩ người ta sẽ trả lời với em là em đã bị nhiễm cái loại nào. Tại vì trong cái âm đạo người phụ nữ có nhiều loại là mà gây bệnh lắm. Thí dụ như chị nói đơn giản nhất là chúng ta hay bị nấm nè,
candida albicans. Cái thứ hai là chúng ta bị cái trùng roi trichomonas. Rồi chúng ta có thể là bị những cái con virus thông thường như là cái con Gardena, Genella hoặc là những cái con mà vi trùng lậu, virus gây lậu vân vân, xoắn khuẩn gây lậu. Thì khi mà bác sĩ người ta cầm cái xét nghiệm của em, người ta sẽ biết là em bị con gì và người ta sẽ cho thuốc. Đôi khi người ta nói với bệnh nhân thì bệnh nhân không biết, nhưng mà người ta cầm cái xét nghiệm đó để người ta cho thuốc. Không mà bác sĩ, con hỏi tại vì cái này là con đi khám tư. Cái nó nói như vậy nhưng mà không có xét nghiệm gì hết á. Bác sĩ chỉ khám cho con rồi nói là bị huyết trắng, đúng rồi. Tại vì như thế này, cũng có thể là không xét nghiệm cũng được. Nhưng mà đối với những bác sĩ có kinh nghiệm, thì khi họ khám âm đạo phụ nữ, người ta sẽ biết cái huyết trắng này thường là do cái con gì gây nên. Thì người ta nói là thí dụ như là của em, chẳng hạn như khi em đi khám là em thấy em huyết trắng nhiều hơn, hay là cái màu huyết trắng của em nó thay đổi, hoặc là trong âm đạo có nhiều những cái mảng bám. Thì bác sĩ người ta có kinh nghiệm, người ta nhìn vào người ta sẽ biết thường là do cái con nào gây nên, cái con vi trùng hoặc virus nào gây nên, thì người ta cũng có thể cho thuốc để em điều trị. Nhưng mà bác sĩ, con siêu âm bác sĩ cũng không nói là con hỏi có bị u nang không, bác sĩ nói buồng trứng bình thường, tử cung bình thường, không có gì hết á. Ừ, thì vậy là em chưa phân biệt được rồi. U nang buồng trứng, u sơ tử cung, đó là những cái bệnh lý phụ khoa, chứ nó không phải là cái bệnh lý mà tăng tiết dịch âm đạo mà mình hay gọi là bệnh lý huyết trắng. Em hiểu không? Khi mà bác sĩ người ta nói em bị nhiễm khuẩn huyết trắng, có nghĩa là em bị viêm ở ngoài cổ tử cung trở ra. Tức là thí dụ như từ cổ tử cung âm đạo, âm hộ thôi. Còn u buồng trứng hoặc là u nang buồng trứng hoặc u sơ tử cung là nó nằm ở cái đường sinh dục trên, nó nằm ở trong bụng mình lận. Siêu âm thì người ta chỉ thấy rằng là không có u nang hoặc không có u sơ thôi. Chứ siêu âm thì không thể chẩn đoán được là em bị huyết trắng hay không, mà bác sĩ phải khám trực tiếp, và có thể là nếu không chẩn đoán được thì phải cho xét nghiệm. Đó. Thì em phải phân biệt hai cái bệnh lý đó khác nhau. Bác sĩ, con hỏi bác sĩ làm ở bệnh viện nào để con đi lên trên đó luôn. Rồi, bác sĩ Thu Hà làm ở bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang, số 2 đường Hùng Vương. Hả? Có phải là bà mẹ và trẻ em không bác sĩ? Không, bà mẹ và trẻ em đó là cái trung tâm sức khỏe sinh sản, nó thuộc một cái đơn vị riêng. Còn cái chỗ cô làm là chỗ bệnh viện chuyên trị về sản khoa, về phụ khoa đó nha. Em ở đâu, quê em ở đâu? Dạ, Chợ Gạo. Ừ, trời ơi, Chợ Gạo lên Mỹ Tho là quá gần. Xong rồi em đến số 2 Hùng Vương, đó là cái bệnh viện phụ sản nha. Số 2 Hùng Vương. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Thưa quý thính giả, kỹ thuật viên của chương trình vừa kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo, xin chào quý thính giả. Dạ, chào gặp bác sĩ Thu Hà. Dạ, xin mời chị trao đổi cùng bác sĩ Thu Hà. Dạ, chào chị nói lớn lớn lên một chút hả chị? Dạ, bác sĩ chào bác sĩ. Nghe em bị huyết trắng như vậy đã hết rồi, nó đã trị ở tỉnh Bến Tre, mà bây giờ bác sĩ nói là có bị nấm nữa, mà nó bác sĩ đã anh ta kêu là trị muối. Bác sĩ ở đâu? Bác sĩ ở Bến Tre. Trị muối hả? Kiểu ngâm muối á. À. Ngâm nước muối á. Nhưng mà nó cũng lâu lâu nó cũng tái lại một lần. Chị có sao không chị? Dạ. Như thế này nha chị. Thực ra thì khi mà người phụ nữ chúng ta bị nấm âm đạo á, thì có rất là nhiều cách điều trị mà rất là khoa học nha. Và nó không có để lại hậu quả gì nghiêm trọng hết á. Nếu như chị điều trị đúng, thí dụ như là nấm thì chúng tôi thường là điều trị một đợt, điều trị 7 đến 15 ngày và điều trị cả hai vợ chồng luôn. Tại vì nếu như mà hoặc là bạn tình, nếu như mà mình quan hệ tình dục với cái người đó mà cái người đó người ta bị nấm, mình lây qua cho họ, rồi sau đó mình điều trị hết mà mình không điều trị người đó thì người đó lại lây cho mình nữa. Thành ra nguyên tắc là bao giờ cũng phải điều trị cả hai vợ chồng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà chị không biết chị có nghe lầm không, chứ thì thường các bác sĩ thì ít có khuyên là bệnh nhân ngâm bằng muối lắm nha. Dạ không, cái này là bác sĩ khuyên thật sự. Dạ dạ. Thì thường là ngâm bằng muối thì nó làm cho cái độ pH của âm đạo nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Và thường là ngâm bằng muối thì nó sẽ gây rát cho người phụ nữ lắm. Nó sẽ gây rất là khó chịu. Tại vì nó bây giờ rát mà. Nó làm sao chị?
nó không rát mà lại ngược lại, nếu không ngâm thì nó hứa. Ngược lại vậy đó. Thực ra thì bây giờ á, theo phương pháp điều trị của chúng tôi thì là không cần phải ngâm nước muối, mà chúng tôi có rất là nhiều các cái dung dịch rửa vệ sinh và những cái dung dịch sát khuẩn, cũng giống như là những cái dung dịch để diệt nấm. Thí dụ như chị bị nấm, là chị bị ngứa ở bộ phận sinh dục, thì chúng tôi có những cái loại pomade để bôi, để thoa cho chị. Tại vì thực ra chị ngâm muối thì nó sẽ rất là bị thâm cái vùng kín của mình. À, nhìn nó không có thẩm mỹ và nó cũng không có tốt. Thực ra là nó cũng không tốt lắm. Thành ra chị có thể đến một cái bệnh viện lớn á, để chúng ta khám lại, làm xét nghiệm, rồi điều trị một cách khoa học thì chúng ta sẽ tốt hơn ha. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Chúng tôi xin trở lại chủ đề của chương trình phòng trị bệnh phụ khoa trong mùa xuân với câu hỏi tiếp theo dành cho thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh. Thưa chị, theo các chuyên gia y tế cũng như là bác sĩ Võ Thị Thu Hà vừa đề cập ở phần trước của chương trình đó, thì bệnh phụ khoa, nhất là cái bệnh huyết trắng đó, thường là có chiều hướng gia tăng trong mùa đông xuân do việc là chăm sóc và vệ sinh vùng kín của một số chị em phụ nữ diễn ra không thường xuyên và chưa đúng cách. Trong đó cũng có một số cái trường hợp là do cái nguyên nhân là mặc đồ lót cũng không đúng vệ sinh và không đúng cách. Chị có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Dạ, thưa quý khán giả, thì thường trong mùa đông kéo dài sang tới qua mùa xuân thì do thời tiết lạnh khiến nhiều phụ nữ ngại vệ sinh hoặc là thay quần lót không thường xuyên. Trong khi đó thì lại thường xuyên mặc quần jean bó sát để đi chơi. Và như nãy bác Hà nói là đi cả ngày nên không có điều kiện để mà vệ sinh. Ngoài ra thì nhiều phụ nữ lại mặc quần lót mà với cái chất liệu chủ yếu là ni lông, khiến cho cái lượng dịch tiết sinh lý từ cái vùng kín không thoát ra ngoài mà động lại tạo ra cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và cái nấm gây hại. Ngược lại cũng có đa số chị em phụ nữ quá cẩn thận khi vệ sinh vùng kín của mình nhưng mà lại không đúng cách, cho nên vẫn bị bệnh phụ khoa. Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh. Thưa quý thính giả, chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo. Dạ, alo. Xin chào bạn ạ. Bạn có điều gì muốn trao đổi cùng các vị khách mời ạ? Tôi là Duyên Phước ở Bến Tre. Tôi có đứa cháu, nay nó 11 tuổi. Nó học lớp 5 đó mà hồi 4 năm tuổi bây giờ nó bị chảy máu cam hoài bác sĩ. Dạ. Xin mời bạn nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thu Hà tư vấn cho bạn nha. Xin mời bác sĩ. Dạ, xin chào anh ạ. Thì xin hỏi anh là cháu gái của anh là từ 4 năm tuổi tới giờ chảy máu cam, thì anh có đưa đi khám lần nào chưa ạ? Có đưa đi khám rồi cho uống thuốc rồi nó bớt. Rồi lâu lâu thỉnh thoảng nó cứ mới chảy máu cam qua nữa đó. Dạ. Mà nó cháu trai nhưng mà cháu gái. Dạ, như thế này, thực ra thì những cái bệnh lý mà gây xuất huyết ở đường hô hấp trên như vậy đó thì là nó cũng có những cái nguyên nhân. Tuy nhiên thì nếu như mà anh đã đưa đi khám rồi mà nó vẫn còn bị như vậy nữa thì anh phải đi khám ở cái tuyến chuyên khoa. Thí dụ như là bây giờ anh có thể đi khám tai mũi họng nè, để xem nó có bị polyp mũi hay không, hay là nó có một cái dị tật gì ở lỗ mũi hay không, hoặc là nó có những cái bệnh lý về máu nữa đó. Thành ra 11 tuổi thì trước mắt á, là anh cho đi khám nhi đồng ha. Xin hỏi anh quê ở đâu á? Ở Bến Tre. Dạ, Bến Tre thì anh có thể đến khoa nhi của bệnh viện đa khoa Bến Tre để các bác sĩ sẽ tầm soát xem là cháu nó bị cái bệnh gì. Thí dụ như là người ta sẽ khám tổng quát nè, cho những cái xét nghiệm máu nè, để tìm coi nó có những cái yếu tố gì bất thường hay không. Rồi có thể là khám tai mũi họng để xem coi nó có vấn đề gì bất thường ở đường mũi họng hay không nha anh. Còn nếu mà anh đi khám chỗ bình thường á, thì có khi người ta không phát hiện ra đâu nha. Dạ. Dạ nha anh. Cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Thu Hà. Thưa quý thính giả, kỹ thuật viên của chương trình vừa kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo. Alo, chào chương trình. Xin chào bạn. Xin mời bạn trao đổi cùng bác sĩ Thu Hà. Dạ, em muốn hỏi là hồi lúc mà em chưa có gia đình đó, là kinh nguyệt em rất là đều, 28 ngày là quay lại. Em có gia đình, em bé 17 tháng thì em mới có kinh lại. Bây giờ em bé 24 tháng rồi mà trong từ khoảng 17 tháng, 24 tháng thì mỗi tháng đều có nhưng mà nó thất thường quá. Có khi thì 33 ngày, khi 32, có khi 26 ngày. Chị em muốn hỏi vậy có sao không? Trong thời gian này em có cho con bú không ha?
Dạ, con em dứt sữa hôm 20 tháng. Rồi. Thật ra thì cái chu kỳ kinh của người phụ nữ á, thực sự ổn định á, thì thường là sau 1 năm đầu tiên, sau khi sanh. Còn nếu mà em cho con bú nữa thì cái chu kỳ kinh của mình nó không thể ổn định được. Tại vì nó ảnh hưởng của nội tiết, tiết sữa đó. Thì thành ra là sau khi mà em ngưng hẳn cho con bú, thì bắt đầu cái sữa, cái kinh nguyệt của mình nó mới bắt đầu đều đặn lại. Tuy nhiên giống như em giới thiệu đó, là cái chu kỳ kinh của em nó dao động từ 26 ngày tới 33 ngày đúng không? Thì thường như vậy là cũng hoàn toàn bình thường. Tại vì một cái chu kỳ kinh bình thường là nó từ 25 tới 35 ngày, chứ không bắt buộc là phải 30 đâu. Tại vì đâu có ít có khi nào là kinh nguyệt của người phụ nữ đều bon bon là 30 ngày lắm. Đó, nó sẽ... Tại vì hồi lúc trước thì nó đều nên đúng. Em sợ. Không, không có vấn đề gì. Nhưng mà tuy nhiên thì em cũng vẫn phải đi kiểm tra. Tức là sau sanh thì mình phải đi kiểm tra tử cung, hai buồng trứng, xem nó có cái gì bất thường hay không nha. Còn nếu mà kiểm tra như vậy là siêu âm hay là... Đúng rồi, em có thể đi siêu âm hoặc là đi khám phụ khoa, rồi các bác sĩ người ta sẽ phát hiện. Tại vì có những cái bệnh lý nó cũng gây nên rối loạn kinh nguyệt, chẳng hạn như là polyp cổ tử cung, thì bắt buộc phải khám phụ khoa. Hoặc là u nang, u sơ tử cung, nó cũng làm cho chúng ta rối loạn kinh nguyệt. Do đó em phải đi khám phụ khoa 1 năm 1 lần, để chúng ta loại trừ những cái nguyên nhân mà có thể mà chúng ta không biết được ha. Rồi, dạ. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, thôi dạ, cảm ơn. Rồi, chào em nha. Thưa quý thính giả, kỹ thuật viên của chương trình tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài. Alo. Dạ. Alo, chào bác sĩ ạ. Bạn có điều gì muốn trao đổi cùng bác sĩ Thu Hà? Xin mời bạn đặt câu hỏi. Dạ, chào bác sĩ. Rồi, chào em nha. Em muốn hỏi cho em bị mổ bú cổ với bác rồi, bao lâu mình mới để mang thai được hả bác? Ừ, em mổ bú cổ như là bú của em là kết quả là trả lời là bú nhân hay là bú lành dạ, hay là sao? Bú nhân giáp. Nhưng mà nó không có bị ba giờ đô gì hết phải không? Dạ. Rồi, thường á là những cái bú mà lành tính á thì sau đó chúng ta có thai lại bình thường. Tức là sau thường là chúng ta để 6 tháng thì chúng ta sẽ có thai lại. Tức là cho cái hoạt động của tuyến giáp nó ổn định á thì chúng ta sẽ có thai lại. Còn vậy nếu là như... để tới 6 tháng hả bác? Ừ, tốt nhất là 6 tháng thì chúng ta nên bắt đầu. Tại vì thực ra em mà có muốn sớm hơn cũng không được. Tại vì cái tuyến giáp nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái hoạt động của cơ thể của mình. Có khi mình trứng mình nó cũng không có rụng được. Thành ra cũng có khi không có thai được nha. Tốt nhất là 6 tháng. Bác cho em hỏi là chị dâu của em á, bữa nay là thằng bé được 10 tuổi thì chừng mình muốn sanh mình có cần đi kiểm tra lại không bác? Có chứ. Không cần phải 10 tuổi mà chúng ta muốn chuẩn bị sanh lần tiếp theo hoặc là sanh con đầu lòng thì chúng ta đều phải đi kiểm tra. Thí dụ như chúng ta thử xem chúng ta có bị viêm gan hay không, hay là chúng ta có những cái bệnh lý gì hay không thì chúng ta phải điều trị trước đi ha. Hoặc là bây giờ người ta còn phải kỹ hơn. Kỹ hơn là người ta phải xem coi là trước nay chúng ta có bị rubella chưa, bị sởi chưa, để chúng ta chủng ngừa đi. Tại vì thí dụ như những cái bệnh lý mà chúng ta mắc trong thời gian mang thai á, chẳng hạn như là bị cúm nè, bị sởi nè, bị rubella nè, bị thủy đậu, thì nó ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng của mình. Do đó nếu như chúng ta chích ngừa được thì chúng ta phải nên chích ngừa trước 3 tháng khi để có thai. Do đó em phải đi tầm soát trước. Hai vợ chồng mà quan hệ mà xài bao cao su có ảnh hưởng gì không bác? Không. Nếu mà cả hai vợ chồng cảm thấy thoải mái thì chúng ta đều có thể sử dụng một cái phương pháp ngừa thai bằng bao cao su là tốt. Rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Thu Hà. Thưa quý thính giả, chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài. Alo. Dạ, em chào anh ạ. Xin chào bạn ạ. Bạn có điều gì muốn trao đổi cùng các vị khách mời? Xin mời bạn đặt câu hỏi. Anh cho em gặp bác sĩ Thu Hà đi anh. Bạn có điều gì muốn trao đổi, xin mời bạn trao đổi cùng bác sĩ Thu Hà. Xin mời bác sĩ Thu Hà. Dạ bác sĩ. Bác sĩ cho con hỏi, con của con á được 2 tháng rưỡi rồi mà bị táo bón á. Rồi con đi mua cái ống bơm gì cũng bơm nó mà mỗi lần nó đi thì nó khóc quá trời bác sĩ. Như vậy là em bé nó bị táo bón, em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 2 tháng rưỡi à. Em bé 2 tháng rưỡi. Như vậy là em phải xem lại cái chế độ ăn của em nha. Cái chế độ ăn của em có thể là nó sẽ chưa tốt đó, thành ra con mình nó mới bị bón đó. Tại vì con của em nó có bú sữa mẹ không? Dạ có bú sữa mẹ. Như vậy là em phải xem lại chế độ ăn của mình để cho cái sữa của mình nó, con mình bú nó không bị táo bón ha. Cái thứ hai đó là khi mà em bơm á thì em phải biết cách bơm nữa nha. Thí dụ như có thể là em bơm một lần á mà em đừng để nó
táo bón quá lâu ngày. Thí dụ như ngày hôm nay mà nó không đi là cuối buổi chiều là mình bơm, chứ mình đừng có để 2-3 ngày nha. Tại 2-3 ngày phân nó sẽ cứng lại, bơm nó rất là đau, nó rặn ra nó khóc. Và sau này nó sẽ ảnh hưởng tới cái trực tràng của nó nữa đó nha. Thành ra nếu như phân mà em thấy nguyên, tại vì con nít 2 tháng mấy là nó phải đi phân một ngày 3-5 lần sẹt sẹt vậy đó. Còn nếu như mà em thấy nguyên một ngày mà nó không đi lần nào thì chúng ta phải bơm đi nha. Và bơm, khi mà em bơm thì em phải bơm cái lượng mà Vaseline á, nó phải tương đối nhiều một chút thì nó sẽ mềm phân và con nó sẽ không bị rặn, nó không bị đau ha. Và bác sĩ cho con hỏi này, cái con bơm thì nó đi nhưng mà con thấy cái phân của nó lỏng nước nữa mà sao nó không đi được bác sĩ? Không phải đâu, tại vì em bơm vô nó mới mềm ra đó nha. Đúng rồi. Vậy em phải thay đổi chế độ ăn của mình một chút đi nha. Bây giờ chúng tôi xin trở lại chủ đề của chương trình phòng trị bệnh phụ khoa trong mùa xuân, với câu hỏi tiếp theo dành cho thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh. Thưa chị, thông thường thì khi bị bệnh huyết trắng là do lượng khí hư ra nhiều và kéo dài đã gây ra sự bất tiện trong cuộc sống hàng ngày và kể cả là cái hạnh phúc gia đình của người phụ nữ. Theo chị thì khi mà phát hiện bệnh huyết trắng thì chị em cần có thái độ tích cực như thế nào trong việc mà phối hợp với các thầy thuốc khám bệnh và điều trị cái bệnh huyết trắng ạ? Thưa quý khán giả, cái bệnh huyết trắng được coi đây là một loại bệnh lý dễ trị, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà đa số chị em phụ nữ có thể vì thiếu thông tin hay là không có thời gian mà đôi khi xem thường hoặc là bỏ qua, hay là suy nghĩ rằng cái bệnh này mình chỉ cần vệ sinh kỹ một tí thì nó sẽ tự khỏi. Nhưng mà trên thực tế, nếu để tình trạng bệnh kéo dài, lây lan và tái phát nhiều lần thì sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh, ung thư cổ tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản. Vì vậy, khi phát hiện bị bệnh huyết trắng thì việc đầu tiên chị em phụ nữ cần làm ngay là hãy đến khám phụ khoa tại một cái trung tâm y tế hoặc là bệnh viện để được bác sĩ chẩn đoán, xác định nguyên nhân gây ra cái bệnh huyết trắng đó là gì. Từ đó bác sĩ sẽ lựa chọn đúng thuốc để điều trị. Không nên, các chị không nên tự ra cái quầy thuốc tây mua thuốc hay là đi khám bác sĩ một lần thì cứ nghĩ là đã hết, không đi tái khám lại. Cho nên là các chị cần phải tuân theo những cái chỉ định điều trị của bác sĩ. Ngoài ra cũng cần lưu ý vấn đề vệ sinh cá nhân đúng cách. Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh. Chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài. Alo. Alo ạ. Xin chào alo. Quý thính giả. Dạ chào chương trình chào bác sĩ Thu Hà. Dạ xin chào chị nghe giọng chị phấn khởi quá. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi hai câu hỏi bác sĩ. Câu hỏi thứ nhất là con dâu của tôi với con trai tôi nay là cưới nay đã được 2 năm rồi, hôm nay nó có bầu được 22 tuần rồi. Nhưng mà bây giờ thằng con trai tôi nó đã bị bệnh là đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là bị bệnh quay bị á bác sĩ. Bệnh quay bị nhưng mà bác sĩ đi khám cách nay 3 ngày rồi mà bác sĩ cho uống thuốc là 5 ngày mà bác sĩ có nói là hỏi con trai tôi chứ có vợ không, trai hô có, vợ có bầu thì bác sĩ hô cái bệnh này dễ lây qua vợ. Rồi vợ tôi về tôi cũng khuyên hai đứa con thì vợ thì đi về bệnh còn trai ở bên đây, nhưng mà tôi hỏi bác sĩ coi cái bệnh đó nó lây mà lây như thế nào, bác sĩ có ảnh hưởng tới con không bác sĩ? Xin hỏi tò mò tí thôi nha, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Nay được 50 rồi bác sĩ. Trời ơi, vậy là mà sắp có cháu nội rồi ha, chúc mừng nha. Thực ra như thế này, bệnh viêm cái quai bị á là bệnh viêm tuyến nước bọt mang tai. Tức là theo y học chúng tôi gọi là như vậy. Đúng như các bác sĩ nói đó thì bệnh này nó sẽ lây mà lây qua cái đường hô hấp. Chị hiểu không? Ví dụ như là tại vì nó là ở cái tuyến nước bọt mà hoặc là cái đường ôm hôn hít á thì nó cũng lây. Thì do đó bác sĩ người ta khuyên nên cách ly, đặc biệt là trong thời gian đang mang thai đó thì như vậy là tốt đó chị. Còn mình điều trị hết là nó thôi à nha, tại vì viêm tuyến nước bọt mang thai thì điều trị nó sẽ hết. Nhưng mà bác sĩ ơi, bây giờ thằng con trai của hổng nó bị bệnh có một mé mà bây giờ một mé bên đây nó đã im rồi mà bây giờ nó sang qua mé bên đây nữa nha, đi nữa mà đi khám thì bác sĩ cho có 5 ngày thuốc nhưng mà bây giờ uống là còn 2 ngày nữa là nó hết thuốc rồi, nhưng mà nó chưa được hết hẳn thì mình có đi lấy thuốc uống thêm dạ không? Có thường là chị phải đi tái khám một lần nữa đó để bác sĩ người ta cho thuốc uống một đợt nữa cho nó dứt điểm, tại vì nếu như chúng ta không điều trị cái viêm tuyến nước bọt mang tai thì nó sẽ bị teo tinh hoàn đó chị nha. Nó sẽ gây vô sinh nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến em bé hả bác sĩ? Em bé mình đã có em bé rồi
đúng không? Dạ. Tức là mình đã có em dạ. bé rồi, giờ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ là, tức là giữa con dâu với con trai chị đã không có tiếp xúc nữa. Thì khi nào con trai chị nó hết bệnh hẳn á, thì bắt đầu mới tiếp xúc trở lại. Ha. Dạ. Dạ bác sĩ ơi, cho hỏi một câu nữa là như con dâu bỏ hẳn đi khám, là đi khám thì nói là 22 tuần mà bé thì mới có 800 gram á, rồi nó có bị ấy không bác sĩ? Nó có chẳng hạn như là nó có bị suy dinh dưỡng phải không? Suy dinh dưỡng không bác sĩ? Không, được, 22 tuần 800 gram là tốt đó. Nha. Dạ. Dạ. Với lại cái bụng của con dâu bây giờ nó bị răng á bác sĩ, mình có thuốc gì mà để thoa không bác sĩ? Hay là nó không sao? Bây giờ như thế này, khi mà muốn người phụ nữ mà muốn không bị răng, bớt răng khi mà mang thai á, là khi mà bắt đầu vừa có thai là chúng ta phải thoa liền. Nó có một cái loại Vaseline để chúng ta thoa cho nó giảm phần nào thôi, chứ thực ra thì không bớt được đâu. Tại vì cơ địa của mỗi người, có những người người ta đẻ rất là nhiều lần nhưng mà bụng người ta không bị răng. Nhưng mà có người đẻ một lần thôi nhưng mà răng hết cái bụng, thì có thể là do cái thành mạch đó, nó kém vững chắc, do đó nó giãn nhiều hơn. Hoặc là cái con nó to quá thì nó cũng giãn nhiều hơn. Nha chị. Đó. Thành ra bây giờ 22 tuần thì cũng có thể là sẽ thoa cũng được. Thoa một cái loại thuốc, một cái loại pomade á, để mình thoa ngoài da. Thì nếu như con chị mà có đi khám thai ở đâu á, thì sẽ nói với bác sĩ ở đó, người ta cho cái thuốc để, không phải là cái thuốc mà nó giống như là một cái mỹ phẩm vậy đó, để chúng ta thoa để cho nó làm giảm bớt cái nhăn sau khi chúng ta sanh xong. Dạ, dạ, vậy cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, chào chị nha. Xin cảm ơn bác sĩ Thu Hà. Chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo. Alo. Xin chào bạn con chào chương trình, chào ông Sơn, con Ngọc Cố Hà. Xin mời bạn trao đổi cùng bác sĩ qua thì Thu Hà. Dạ, chào bạn nghe. Bạn... Dạ, con chào Cố Hà. Rồi. Cố Hà, con hồi chị năm nay 25 tuổi á, mà bị có tật là lúc mà lọt lòng mẹ bây giờ á. Nhưng mà kinh nguyệt của chị á thì nó một tuần nó mới hết, mà lúc nào nó ra cũng nhiều quá cô Hà. Nó ra cục không à, vậy là có sao không cô Hà? Chị này 25 tuổi nhưng mà bị khiếm khuyết cái gì? Dạ bị bại sốt bại liệt. Sốt bại liệt. Dạ, rồi sốt bại liệt từ lúc mà lọt lòng mẹ ra tới giờ luôn á cô Hà. Rồi tức là chị đi đứng được không? Dạ không được gì hết, là chỉ cử động được cái tay trái thôi, còn cái tay phải thì nó cũng bị yếu luôn cô Hà. Rồi, như vậy thì nó cũng hơi khó khăn ha, sinh hoạt khó khăn rồi người nhà phải giúp đỡ hết đúng không? Đó. Dạ nói chung là người nhà làm hết luôn á cô Hà. Ừ, 25 tuổi là cái, mặc dù họ bị bại liệt nha, mặc dù chị của em bị bại liệt nhưng mà cái bộ phận sinh dục nó vẫn phát triển bình thường đúng không? Đó. Ở bệnh viện của cô đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp là các chị bại liệt đi sanh, tức là nếu mà họ lập gia đình họ vẫn có con được bình thường, có cái là họ khó sanh thường được thôi, khi mà họ mang thai thì thường là phải phẫu thuật, nhưng mà họ vẫn sanh đẻ được bình thường nha, tức là họ vẫn mang thai vẫn có con được bình thường, do đó hiện tượng có kinh của họ là bình thường. Thường là không, nếu nhưng mà không, kinh của chị là ra là cục không à cô à. Ừ. Nhưng mà có kéo dài nguyên một tuần mới hết, chẳng lẽ là ngày bình thường của mình là 3 ngày rồi mấy ngày sau là ra ít, nhưng mà của chị là ngày nào nó cũng ra nhiều á, nhưng mà ra đúng một tuần vậy mới hết cô Hà, còn mấy ngày sau là ra ít. Rồi. Còn đúng một tuần á. Nếu là như ra mà đúng rồi, nếu như như cái diễn tả của em á thì nó cũng hơi người ta gọi là đa kinh, có nghĩa là kinh hơi nhiều một chút. Nhưng mà bây giờ có thể có một cái phương pháp như thế này, em có thể cho chị đi khám. Tức là đi siêu âm kiểm tra coi cái tử cung nó có bình thường hay không, hay là chị này có kèm theo một cái bệnh lý nhân xơ tử cung, hay là u nang buồng trứng chẳng hạn, thì lúc đó các bác sĩ sẽ cho thuốc nha, cho thuốc uống. Rồi nếu như mà hoàn toàn bình thường thì kinh mà nhiều như vậy thì bác sĩ người ta cũng cho một cái loại thuốc uống vô để cho nó tiết chế lại cho kinh ít đi một chút nha. Rồi cô hỏi là nhà con ở đâu lận? Dạ nhà con ở Cái Bè Tiền Giang, nhưng mà nó nằm tuốt ở trong ruộng ở trong giáp Đồng Tháp luôn cô Hà. Ừ. Ở huyện Cái Bè nhưng mà nằm giáp với Đồng Tháp. Rồi như vậy thì mình đi qua Đồng Tháp nó gần hơn đúng không? Dạ. Vậy thì em có thể cũng đi cũng hơi bất tiện ha. Tức là chị bị tật nguyền vậy đi cũng, nhưng mà nên đưa cho chị đi khám một lần đi nha. Khám để siêu âm coi là có bệnh lý gì không, để mình có thể giảm bớt cái sự khó khăn cho chị. Với lại nó cũng ra kinh một tuần mà nó ra liên tục như vậy là nó cũng mệt mỏi lắm á nha. Dạ. Với lại cô Hà cho con hỏi một câu nữa là chị con á, huyết trắng gì cũng nhiều nữa cô Hà. Ừ. Vậy là mình đi cũng phải đi khám luôn. Đúng, huyết đúng, trắng phải bị nhiều mà nó hôi ơi là hôi luôn á. Rồi đúng rồi. Mà đi xuống dưới chợ, đi xuống chợ ngã sáu mua tiệm thuốc á, thì
ta nói là bình thường, cái ta bán thuốc tây về cho uống mà uống không có hết. Đúng rồi, tại vì người ta đâu có khám đâu mà ta biết bị bệnh gì. Cho đó em nên đưa chị em đi một lần đi. Mặc dù cũng hơi vất vả một chút nhưng mà cố gắng ha. Chắc em là người chăm sóc chị trực tiếp phải không? Dạ không, tại vì con giờ con đi làm công nhân, con gửi tiền về cho mẹ nuôi chị. Dạ có hai chị em mẹ con hiện tại giờ là mẹ nuôi, còn con thì đi làm công nhân, đang lo tiền về nuôi. Rồi vậy thì cô cũng cũng rất là cảm động đó. Thật ra thì chị gái mình như vậy thì mình cũng rất là thương ha. Nếu mà ở gần Mỹ Tho thì đi xuống Mỹ Tho tiện quá đúng không? Còn này ở hơi xa thôi, đi ra cái bè hoặc là đi đi Đồng Tháp ha. Rồi khám rồi đang điều trị cho chị nha. Rồi. Vậy con cảm ơn cô Hà nhiều. Thưa quý thính giả, chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo. Dạ cho con gặp bác sĩ Thu Hà. Xin mời bạn trao đổi cùng bác sĩ Thu Hà. Rồi chào bạn ạ. Dạ chào, dạ thưa bác sĩ, con em nay được 4 tháng mà lúc 1 tháng rưỡi là em con em nó bị bón. Rồi nên em đổi sữa cho uống sữa ngoài nhưng mà nó vẫn bón nữa, rồi mới đi khám bác sĩ mới nói là nó bị nó không có phản xạ đi cầu á. Là kêu em về si. Nhưng mà em si nó cũng không có đi nữa mà nó địch với lại nó đái không à. Tức là em đã đi khám bác sĩ chuyên khoa nhi rồi phải không? Dạ nhưng mà em khám tư á. Em ở đâu lận ha? Dạ em ở Tân Hương á. Thật ra thì những cái đứa trẻ mà trong cái giai đoạn mà chúng ta cho con bú sữa mẹ hoàn toàn hoặc là cho bú sữa dặm á thì thường là nó hay có những cái rối loạn lắm. Nó những cái rối loạn về đường tiêu hóa. Nhưng mà chúng ta phải phát hiện sớm thì chúng ta mới điều trị được. Do đó nếu như em đi khám tư rồi mà em thấy nó chưa có cải thiện được á thì chị khuyên em nên đưa nó vào bệnh viện đa khoa, ở đó có khoa nhi. Thì khoa nhi của bệnh viện đa khoa tỉnh rất là lớn và có các bác sĩ rất là nhiều kinh nghiệm. Họ sẽ khám và họ sẽ chẩn đoán đúng bệnh của con mình để mình có thể, tại vì thực ra em đi khám tư có khi em đi có một lần à, xong em về em thôi luôn thì cũng không. Em đi một lần rồi uống 3 ngày thuốc rồi bác sĩ nói là nó không ỉa thì xuống tới khám nữa, rồi đi lại một lần nữa nhưng mà nó cũng không có ỉa nữa. Thật ra là, thì là đổi thuốc khác nhưng mà nó cũng không ỉa nữa. Thực ra thì những cái bệnh đường tiêu hóa mà uống thuốc trong 3 ngày tuần lễ nó cũng chưa có cải thiện đâu. Thành ra em nên đi xuống, cho con đi xuống phòng khám của bệnh viện đa khoa đi, khoa nhi á nha. Thì các bác sĩ sẽ chẩn đoán, tại vì ngoài cái việc chẩn đoán khám không, người ta có thể làm thêm xét nghiệm nè, hoặc người ta có thể có những cái kỹ thuật thăm dò để người ta chẩn đoán ra bệnh nữa nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Quý thính giả đang nghe chương trình Lắng Nghe Và Trò Chuyện. Xin mời quý thính giả và các bạn trẻ tham gia chương trình Lắng Nghe Và Trò Chuyện bằng cái điện thoại đăng ký qua một trong hai số điện thoại 073-6525-222 hoặc 073-6525-444. Chúng tôi sẽ liên lạc và kết nối điện thoại để quý thính giả trao đổi cùng các vị khách mời. Bây giờ chúng tôi xin trở lại chủ đề của chương trình Phòng trị bệnh phụ khoa trong mùa xuân với câu hỏi tiếp theo dành cho thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh. Thưa chị, xin chị chia sẻ đôi điều cùng chị em phụ nữ về tầm quan trọng của việc mà giữ gìn tinh thần lạc quan cũng như là giữ cái niềm vui sống và sự ổn định về tâm lý để mà góp phần phòng tránh bệnh tật, trong đó có cái bệnh huyết trắng. Thưa quý khán giả, cái việc mà giữ gìn tinh thần lạc quan thì nó có cái tầm quan trọng rất lớn đối với chị em phụ nữ chúng ta. Bởi vì lạc quan vui vẻ thì sẽ giúp cho người phụ nữ có điều kiện sống một cuộc sống vui tươi, biết quan tâm đến bản thân mình và biết làm cho cuộc sống của mình, của gia đình tốt hơn. Tinh thần lạc quan đây là một cái nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp người phụ nữ có cái sự tự tin vượt qua những khó khăn, những cái áp lực của cuộc sống. Và nhờ có tinh thần lạc quan sẽ giúp cho người phụ nữ đẩy lùi những cái lo âu phiền muộn. Và lo âu phiền muộn thì đây là một trong những cái kẻ thù nguy hiểm nhất, nó đe dọa sức khỏe của người phụ nữ. Vậy thì muốn sống lạc quan vui vẻ thì người phụ nữ cần có một cái công việc tốt để có thể tạo ra được cái nguồn thu nhập ổn định, tránh trường hợp là sống dựa dẫm vào chồng và gia đình. Người phụ nữ cũng cần phát triển những cái mối quan hệ bạn bè, không ngừng học hỏi, trang bị cho mình những cái kỹ năng giao tiếp ứng xử để có thể sống tự tin vui vẻ. Đồng thời cũng phải biết một số cái biện pháp tích cực để mà phòng chống stress, cũng như là biết cách sinh hoạt lành mạnh điều độ.
tập cho bản thân những thói quen tốt như là tập thể dục nè, đọc sách báo nè, nghe thời sự để bồi dưỡng tinh thần, hay là làm cái gia tăng cái năng lượng sống cho chính mình. Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Thanh Trinh. Thưa bác sĩ Võ Thị Thu Hà, một số chị em phụ nữ đó là thường có cái thói quen là vệ sinh cái vùng kín bằng cách là thụt rửa vào bên trong, hoặc là dùng xà bông, hoặc là chất tẩy rửa mạnh, cũng như là một quý thính giả đã chia sẻ là có dùng muối mà để mà vệ sinh cái vùng kín đó. Thì theo bác sĩ thì điều này có nên làm hay không, và nếu làm như vậy thì có thể ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ ạ? Thật ra thì phụ nữ chúng ta cứ nghĩ rằng là mình sẽ làm cái gì mà nó có tính chất sát trùng á thì chắc là nó sẽ đem lại hiệu quả tốt, nhưng mà thật ra các chị nghĩ rằng là bộ phận sinh dục của người phụ nữ nó cũng là một trong những cái bộ phận của con người bình thường. Nói chung chúng ta thấy rằng là cái gì tự nhiên, ông trời đã ban cho cơ thể chúng ta một cái cơ quan như vậy thì tự nhiên nó sẽ là hài hòa. Chúng ta cũng không cần phải cái gì mà chăm sóc quá mức như vậy. Chẳng hạn như chúng tôi thấy là các chị hay có quan niệm sai lầm như là rửa thì các chị rửa vào trong á. Có những chị đi khám phụ khoa nói là chúng tôi rửa rất là kỹ vào bên trong, nhưng mà như vậy là vô tình chúng ta phá vỡ đi cái hàng rào bảo vệ cho chúng ta. Tại vì các chị biết rồi đó, ở trong âm đạo của người phụ nữ là nó có khoảng mấy chục loại vi trùng ở trong đó, nhưng mà những cái con vi trùng này người ta gọi là nó chung sống hòa bình với mình, và đôi khi nó lại có những cái tác dụng tích cực nữa. Nếu mà chúng ta phá vỡ cái môi trường đó đi có bằng cách là chúng ta thụt rửa nè, đưa những cái dung dịch vệ sinh vào, hoặc là bông gòn rồi nước sát trùng vân vân, thì chúng ta sẽ làm tiêu diệt những cái con vi khuẩn mà nó sống có lợi cho mình, và nó làm cho những cái con vi khuẩn có hại nó có được cái dịp nó phát sinh lên. Do đó chúng ta không thụt rửa âm đạo âm hộ, đó là một cái nguyên tắc. Cái thứ hai là chúng ta chỉ vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài bằng cách là rửa sạch và lau khô đó. Còn có những cái dung dịch vệ sinh phụ nữ thì chúng ta cũng có thể sử dụng, nhưng không thường xuyên, và không phải là lúc nào chúng ta có người sử dụng vệ sinh phụ nữ suốt một ngày 2-3 lần thì nó cũng không nên. Do đó chúng tôi khuyên là chúng ta chỉ rửa bằng nước thật sạch và chúng ta lau khô, rồi nước vệ sinh phụ nữ thì khoảng chừng thỉnh thoảng 1 tuần 2 lần chúng ta rửa, nó giống như rửa xà bông bình thường tắm vậy thôi. Nhưng cái nguyên tắc quan trọng nhất là chúng ta phải lau khô và sạch, đó là cái nguyên tắc. Còn chúng ta đừng ngâm muối và ngâm phèn nha. Tại vì các chị thấy rằng là các cái chị, có nhiều chị đến nói với chúng tôi là tại sao tôi bị bệnh phụ khoa mặc dù tôi kỹ lắm tôi ngâm phèn không đó cô. Thì thành ra tốt hơn hết là chúng ta đừng có ngâm phèn. Tại vì ngâm phèn nó sẽ làm cho cái bộ phận sinh dục nó bị đen đi và nó thâm. Cái thứ hai nữa là muối cũng vậy, chúng ta không nên sử dụng. Do đó đặc biệt là các chị biết không, khi mà chúng ta vệ sinh cho chúng ta không chưa đủ đâu, chúng ta còn phải khuyến cáo các ông chồng của mình phải vệ sinh nữa. Tại vì đây là một cái bệnh lý mà lây truyền qua đường tình dục, mà nếu như các chị thật là sạch nhưng các ông chồng lại không sạch thì cũng không được. Tại vì ông chồng là người đưa vi trùng vào trong người cho mình. Do đó chúng ta phải khuyên các ông chồng phải vệ sinh thật sạch cái cơ quan sinh dục của mấy ổng đi, trước và sau khi giao hợp cũng như trong hàng ngày. Thì thành ra cái đó là chúng ta giữ một cái vệ sinh tốt nhất cho bản thân chúng ta trong cái quan hệ tình dục. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Quý thính giả và chị em phụ nữ đang nghe chương trình Lắng Nghe Và Trò Chuyện. Xin mời quý thính giả và chị em phụ nữ tham gia chương trình bằng cách điện thoại đăng ký qua một trong hai số điện thoại 073-6525-222 hoặc 073-6525-444. Chúng tôi xin liên lạc và kết nối điện thoại để quý thính giả nghe các vị khách mời trò chuyện và tư vấn. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo. Alo. Xin chào chị ạ. Cho em gặp bác sĩ thôi. Xin mời chị trao đổi cùng bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thu Hà. Dạ. Xin chào em á. Dạ em chào chị. Chị cho em hỏi, em có đứa con đầu lòng nay em sanh nó được 4 tuổi. Mà bây giờ em lúc trước giờ em uống thuốc ngừa thai. Mà em bỏ thuốc, em tính sanh con. Nhưng mà em bỏ hồi tháng rồi đó chị. Mà được kinh nó ra ít lắm. Có một ngày là nó hết à. Rồi tới tháng này sao nó không có luôn. Tức là em vừa ngưng thuốc ngừa thai 3 tháng đúng không? Dạ. Rồi, thì thường là sau khi chúng ta uống thuốc ngừa thai thì nếu mà chúng ta ngưng á thì đôi khi nó cũng có gây rối loạn kinh nguyệt một chút đó nha. Dạ. Thành ra
cũng là bình thường thôi. Thành ra nếu như em thấy có gì mà chúng ta hơi lo lắng thì chúng ta nên đi kiểm tra bằng cách là chúng ta đi khám phụ khoa rồi đi siêu âm xem có gì bất thường hay không. Đặc biệt là sau khi ngưng thuốc ngừa thai á thì chúng ta rất là dễ dính thai lại đó nha, tức là rất là dễ có thai. Và nhưng em không có kinh như vậy, như tháng này là nó không có nè. Nhưng mà em que em thử nhưng mà nó không có luôn, không có thai luôn. Thì đó chị nói dạ, là nó do rối loạn kinh. Tại vì em tính bỏ thuốc trước mấy tháng nhưng mà em ngừa ở ngoài thôi, là em không sử dụng thuốc nữa. Dạ, nhưng mà sao nó không có kinh, em sợ cái có gì không có. Bây giờ giả sử như là em đã quá trễ kinh rồi mà em thử thai vẫn không có thai thì em nên đi khám đi, để các bác sĩ người ta siêu âm xem em có bệnh lý nội mạc tử cung hay không, hay là có bị rối loạn gì hay không nha. Dạ, em chào bác sĩ. Rồi, chào em nha. Thưa quý thính giả, chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài. Alo. Dạ, em chào ạ. Dạ, cho em hỏi bác sĩ là con em anh hôm nay được 6 tháng rưỡi rồi, mà bé cứ 3 bữa bé mới đi phân một lần, mà phân của bé loãng chứ không có đạt. Chị bé bị táo bón không bác sĩ? Mời bạn nghe bác sĩ Võ Thị Thu Hà tư vấn cho bạn nha. Thực ra nếu mà 3 tháng rưỡi á, thì là em bé đang bú. 6 tháng rưỡi em bé ăn dặm chưa? Dạ ăn rồi, nhưng mà bé không chịu ăn. Cứ bé ăn 1-2 muỗng là rồi thôi, chứ bé khóc chứ không ăn nữa. Như vậy là cái chế độ dinh dưỡng của em bé này chưa tốt rồi. Tại vì nguyên tắc của chúng ta là bước vào tháng thứ 6 chúng ta phải cho ăn dặm. Thì đầu tiên em phải tập cho nó ăn. Em phải tập cho nó ăn bằng cái chế độ ăn dặm bột ngọt trước, rồi bột loãng trước, rồi sau đó chúng ta sẽ ăn bột đặc và bột mặn. Thì nếu như em con so chưa có kinh nghiệm á, thì chị khuyên em nên mua một cái cuốn sách hướng dẫn cho con ăn dặm nha. Người ta sẽ người ta sẽ hướng dẫn cho mình cái cách chế biến những cái thực phẩm cho con mình ăn, làm sao mà trẻ không bị táo bón. Chứ thường các mấy đứa trẻ mà nó ăn bột á là nó đi phân rất là tốt đó. Nếu mà chế độ dinh dưỡng của người mẹ biết cách chế biến cho con mình tốt. Thí dụ như trong bột phải có rau, có củ quả, vân vân vậy đó. Dạ, cái này bé đi 3 bữa từ 3 tháng tới nay luôn. 3 bữa mới đi một lần hả? Dạ. Tự nó đi hay là em phải bơm? Dạ, tự đi thì có bữa thì 2 bữa, có bữa 3 bữa vậy. Như vậy thì mà cũng con, có con không có đặc lắm. Đúng rồi, cũng có thể là do cái tiết chế của cái cơ thể em bé nó phù hợp như vậy. Nếu mà nó đi 2-3 ngày mà nó vẫn không thấy, mình vẫn thấy nó ăn uống sinh hoạt bình thường thì cũng không có vấn đề gì. Tại vì thường là táo bón thì nó làm cho trẻ hay bị đau bụng, rồi hay bị đầy hơi, rồi nó đi cầu nó khó, nó khóc. Còn nếu như mà em thấy trẻ nó sinh hoạt bình thường thì cũng không có vấn đề gì nha. Dạ, bác sĩ em còn hai câu hỏi đó là bé nó hay bị khò khè, cứ uống thuốc 2-3 bữa hết rồi cái 2-3 bữa sẽ bị lại nữa hả? Khò khè thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà thường là những cái nguyên nhân là do viêm phế quản, viêm phổi. Nếu như em uống kháng sinh á mà em uống 2-3 ngày mà nó hết cái em ngưng thuốc cái là nó bị lại, em hiểu không? Tại vì nguyên tắc là điều trị kháng sinh là phải điều trị một tuần đó. Nhiều khi mình thấy 2-3 ngày mình thấy thôi nó hết bệnh rồi, cái mình ngưng thuốc, mình không đi khám nữa, hoặc là mình không cho nó uống thuốc nữa thì nó dễ bị lại lắm nha. Dạ, bác sĩ em bị viêm gan á, rồi lúc sanh em bé ra em đã chích ngừa em bé rồi. Rồi em có đi khám lại, bác sĩ nói là cái men gan của em bây giờ nó ngưng hoạt động rồi, thì em không còn điều trị nữa, chừng nào đợi nó hoạt động em mới điều trị. Vậy nếu như mà em muốn có con nữa thì nó không điều trị em được, vậy phải làm sao bác sĩ? Nếu như là trong thời gian em đang có thai thì người ta phải ngưng cái chế độ điều trị viêm gan lại. Do đó bây giờ chị khuyên là thôi để điều trị viêm gan cho hết cái phác đồ của người ta đi, rồi lúc đó mình sẽ có thai được. Dạ, em tính đi điều trị mà ở trên đó nói là nó ngưng hoạt động rồi. Như vậy thì bây giờ em có thể có thai lại được. Tại vì cái nó ngưng hoạt động thì đâu có cần phải điều trị thuốc nữa. Rồi vậy nha. Dạ, em cảm ơn. Thưa quý thính giả, chúng tôi tiếp tục kết nối điện thoại với bạn nghe đài tiếp theo. Alo. Bác sĩ cho hỏi như em, con em 5 tuổi mà từ bé nó sanh ra lúc đâu khoảng 1 tháng 2 tháng gì nó bị đổ mồ hôi đầu cho tới giờ nó cũng mới còn luôn bác sĩ. Bây giờ con em được mấy tháng rồi? 5 tuổi học mẫu giáo chánh hả? Rồi, như vậy là em biết sao không? Cái bệnh lý đổ mồ hôi đầu nó có nhiều nguyên nhân lắm.
nha. Nhưng mà một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp đó là em bé bị, nó bị thiếu một số những cái yếu tố năng lượng ở trong cơ thể đó. Đó, thành ra bây giờ trong cái chế độ ăn cũng như là trong cái chế độ thể thao, vận động của em bé thì em phải tham vấn thêm các bác sĩ nhi khoa nữa, để người ta sẽ hướng dẫn cho mình uống thuốc nè, rồi uống sữa, rồi những cái chế độ ăn để bổ sung thêm cái canxi với cái magie để cho em bé nó đỡ đổ mồ hôi đầu ha. Dạ, như nó ngồi hầm hầm một tí là một hồi là đầu nó ra nước mồ hôi, nó ướt tóc như tắm luôn vậy đó. Rồi vậy là em phải bổ sung thêm. Vậy là mình phải đi khám xuống đa khoa với khám hả? Đúng rồi, khám xuống khoa nhi đi nha. Rồi, rồi. Dạ. Với cho hỏi thêm một cái nữa là như bên em bé như gần 15 tháng có thuốc sổ lãi không? Bé nó bị lãi chim quá trời luôn bác sĩ. Bây giờ nếu mà 15 tháng á, mà sao em biết bị lãi chim? Nó ỉa ra quá trời luôn. Nếm sơ sơ không là chắc cỡ một chục ngoài á. Như vậy thì em phải đi bác sĩ nhi nha. Mình đừng có tự mua thuốc sổ nha. Em phải đi cho các bác sĩ, người ta sẽ cân em bé, coi trọng lượng em bé bao nhiêu, là người ta sẽ cho những cái thuốc để điều trị đúng cái lại đó ha. Như em bé vậy có bị suy dinh dưỡng không bác? Có chứ. Hiện tại giờ nó chừng 8,5 kg mà nó gần 5 bữa nữa đúng 15 tháng. Bây giờ chị đó em nghe, thường thường là những em bé mà nó bị những cái ký sinh trùng đường ruột á, thì thường là ít có khi nào mà nó phát triển tốt được lắm nha. Thành ra nếu mà nó không suy dinh dưỡng thì nó cũng sẽ bị những cái bệnh lý khác. Đôi khi nó bị đau bụng nữa đó, đau bụng thường xuyên nữa. Thành ra hoặc là rối loạn tiêu hóa. Do đó em nên đi cho nó đi bác sĩ nhi khoa đi ha. Để bác sĩ người ta sẽ cân rồi đo chiều cao, rồi cho những cái phác đồ để điều trị cái lãi cho nó hết nha. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Thưa bác sĩ Võ Thị Thu Hà, như ở nhiều cái chương trình lắng nghe và trò chuyện kỳ trước thì bác sĩ cũng chia sẻ cùng quý thính giả và chị em phụ nữ về cái cách giữ vệ sinh để mà phòng bệnh huyết trắng. Thì trong chương trình này xin bác sĩ chia sẻ thêm một chút với quý thính giả và chị em phụ nữ trong cái việc mà giữ vệ sinh đúng cách để mà phòng bệnh huyết trắng trong cái thời gian mà của cái mùa xuân này. Thì như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng tôi cũng đã nói rất là nhiều lần á, cái vệ sinh của người phụ nữ cũng quan trọng lắm, bởi vì là nó sẽ làm cho giảm được một số những cái bệnh lý ở đường sinh dục dưới. Thí dụ như là chúng tôi nói đơn giản thôi, là thí dụ có những người phụ nữ người ta cái niệm quan niệm về cái vệ sinh phụ nữ mù mờ lắm. Thí dụ đôi khi họ tưởng kỹ nhưng mà họ lại vô tình đưa vi trùng vào, giống như là rửa âm hộ âm đạo, thọc sâu vào phía trong âm đạo, hoặc là rửa bằng nước muối hay là rửa bằng phèn vân vân. Đó thì thành ra chúng ta giữ vệ sinh bằng cách là chúng ta thay quần lót thường xuyên nè, rửa bằng nước thật sạch nè, và nguyên tắc là phải để thật sạch và khô cái cơ quan sinh dục của người phụ nữ. Và đặc biệt là trong những ngày hành kinh đó, thì chúng ta phải có vệ sinh kinh nguyệt thật là tốt bằng cách là thay băng vệ sinh thường xuyên. Rồi một cái nữa như chúng tôi đã nói hồi nãy đó, tức là chúng ta phải khuyến cáo cái người bạn tình hay là chồng của mình đó, là phải giữ vệ sinh bộ phận sinh dục của các ông chồng, thì lúc đó chúng ta sẽ giữ được cái vệ sinh cho mình. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Thị Thu Hà. Quý thính giả vừa nghe thạc sĩ tâm lý Cao Thị Mộng Thanh Trinh và bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thị Thu Hà trao đổi trò chuyện tâm tình về cách phòng trị bệnh phụ khoa trong những ngày xuân. Mong rằng qua trao đổi trò chuyện của hai vị khách mời sẽ giúp cho quý thính giả, nhất là chị em phụ nữ, biết cách giữ gìn và nâng cao sức khỏe của bản thân. Thời lượng dành cho chương trình tư vấn sức khỏe, lắng nghe và trò chuyện đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia trò chuyện tâm tình với quý thính giả. Quý thính giả muốn nghe lại chương trình xin mời truy cập website www.thtr.com.vn hoặc www.thtr.vn, thư mục tiết mục phát thanh, mục lắng nghe và trò chuyện. Mời quý thính giả và các bạn trẻ tham gia và theo dõi chương trình lắng nghe và trò chuyện kỳ tới, phát vào lúc 20 giờ 5 phút thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 với chủ đề Những điều cần biết về vô sinh. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại.